Với truyền thống thương người như thể thương thân, hiến máu cứu người là một việc làm nhân đạo và đầy tính nhân văn, thể hiện lòng yêu thương con người của dân tộc Việt Nam. Hôm nay ngày 13 tháng 5, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành công văn 087 kêu gọi tăng ni các ban viện trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục Phật giáo tổ chức chương trình ngày hội hiến máu nhân đạo hành bù, tát đạo. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp công tác đã ký kết giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo và chữ thập đỏ, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Công văn nêu rõ các hình thức tổ chức: Ban viện Trung ương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các học viện và trường trung cấp Phật học có nguyện vọng phát tâm và lập kế hoạch dự kiến tổ chức hiến máu nhân đạo, phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ các cấp để lập kế hoạch chi tiết. Phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, các bệnh viện tỉnh, thành phố để tổ chức thực hiện việc hiến máu nhân đạo theo đúng quy định. Đây là phong trào đã được thực hiện năm 2019 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và đạt được nhiều kết quả tích cực, là dịp để tăng ni hiến máu cứu người, thực hành hạnh nguyện Bồ Tát đạo.